Cô Hằng xin chào tất cả các con. Các con ơi, vậy là chỉ còn vài ngày nữa là chúng mình bước sang năm mới, năm 2021 đấy. Gia đình nhà chúng mình đã chuẩn bị được những gì để đón Tết chưa? Còn gia đình nhà cô chuẩn bị được một cánh đào này, có những nụ non, những bông hoa nở rộ và những chồi non xanh biếc đấy. Ngoài ra, gia đình nhà cô còn chuẩn bị một bức tranh rất là sinh động để trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp nữa đấy. Chúng mình có muốn biết đó là bức tranh gì không? Chúng mình hãy cùng nhìn xem cô có bức tranh gì đây. À, đây chính là bức tranh cắt dán hoa đào mà do chính tay cô tự tạo ra đấy. Và trong giờ học tạo hình ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cắt dán hoa đào nhé. Cắt dán hoa đào, chúng mình cần chuẩn bị những gì nhỉ? Đầu tiên, làm một tờ giấy hình vuông màu hồng. Thêm một tờ giấy hình vuông màu hồng nữa, nhưng có kích thước khác nhau. Một tờ giấy màu vàng. Kéo. Keo dán. Bút sáp màu xanh, màu đen, màu nâu. Và một tờ giấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát cô Hằng làm mẫu nhé. Đầu tiên, cô sẽ chọn tờ giấy màu hồng có kích thước lớn hơn. Cô sẽ gấp chéo tờ giấy này để tạo thành một hình tam giác. Sau đó cô dựng hình tam giác lên, cô gấp đôi tờ giấy để tạo thành một hình tam giác nhỏ hơn. Cô lại tiếp tục dựng hình tam giác lên, gấp đôi tờ giấy thành một hình tam giác nhỏ hơn nữa. Cô dùng tay không biết nhé để tạo thành nếp gấp. Sau khi gấp xong, cô sẽ sử dụng kéo. Cô cắt một đường cong tròn từ dưới lên trên. Cắt xong, cô sẽ mở tờ giấy ra. Wow, cô đã được một bông hoa đào rất là đẹp rồi. Bông hoa này còn thiếu phần nhụy hoa đấy. Cô sẽ chọn tờ giấy màu vàng. Cô sử dụng kéo này. Cô cắt một đường cong tròn khép kín để tạo thành nhụy hoa. Cứ như vậy, cô sẽ cắt nhiều bông hoa có kích thước to nhỏ khác nhau để tạo thành một cành hoa đào nhé. Bây giờ cô sẽ vẽ thêm một nét thẳng này từ trên xuống dưới. Cô vẽ thêm những nét xiên để tạo thành những cành hoa này. Và trên cành hoa còn có cả những lá hoa nữa đấy. Cô sẽ vẽ hai nét cong nối lại với nhau để tạo thành cành hoa này, lá hoa này. Khi vẽ xong, cô sẽ sử dụng bút màu xanh. Cô sẽ tô thật là khéo léo những lá hoa này. Chúng mình nhớ nhé, lưu ý khi tô này chúng mình tô thật là khéo léo này, không để màu trơn ra ngoài thì bức tranh mới được đẹp các con ạ. Phần lá hoa rồi đấy. Vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình cắt dán bức tranh hoa đào rồi đấy. Ở nhà các con hãy cùng bố mẹ tạo ra những bức tranh thật là đẹp để trang trí vào dịp Tết này nhé. Giờ học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tất cả các con.